Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Thần Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, ôm hết lộc trời, đổi đời giàu sang viên mãn, phú quý tới già. Quý bản mệnh tuổi Mậu Tuất thân mến, có bao giờ Mậu Tuất nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn, hay tại sao mình đang phải ngược xuôi, long đong lận đận? Chắc chắn là có, chắc chắn từng có. Lúc Mậu Tuất than thân trách phận, hận mệnh oán đời, tiếc thời thế không thông mà vận may không thuận, chắc chắn từng có lúc Mậu Tuất thấy bất đắc dĩ, hoặc mình bị lôi vào vận hạn một cách vô lý, cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại đôi phần. Nhưng đã bao giờ Mậu Tuất nghĩ bao nhiêu khó khăn mình gặp, có bao nhiêu phần là do mình tạo ra? Đã bao giờ Mậu Tuất tự vấn bản thân, hay nhìn thẳng vào sự thật rằng Mậu Tuất thua là do Mậu Tuất chưa đủ giỏi, rằng Mậu Tuất lỡ thời cơ là do Mậu Tuất chưa đủ tự tin chăng? Đã bao giờ Mậu Tuất đối diện với chính mình trong quá khứ, giận mình sao không có một kế hoạch chỉnh chu, tức mình sao không có một sự chi tiết, tính toán trước sau trong từng lựa chọn? Chắc chắn là có, đúng không? Thực tế chúng ta sống trên đời nhưng vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên. Ta không quyết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái ta có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhận thức con người mình. Nên lắm lúc Mậu Tuất cần phải ngồi lại ngẫm về những gì mình đã trải qua, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự ngẫm và sửa đổi, học hỏi để thêm giỏi. Và ở thời điểm tư duy của Mậu Tuất thay đổi, trình độ của Mậu Tuất nâng cao, tư cách của Mậu Tuất thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc Mậu Tuất xứng đáng có được cơ hội để chuyển mình, giúp cuộc đời thăng hoa. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 thân mến, có câu nói thiện ác hữu báo, luôn nhắc nhở chúng ta rằng vận mệnh và phong thủy tuy là những yếu tố quan trọng trong cuộc sống, nhưng có một điều còn quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần, đó là lòng thiện lương. Như cổ nhân đã dạy, người thiện lương không cần xem phong thủy. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Phật gia thường giảng, Phật nhìn nhân tâm, một người có tâm hồn hiền hòa thì ở đâu trời đất cũng hài hòa. Mệnh số và phúc phận cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc lập kế hoạch cuộc đời của chúng ta như một mạng lưới phức tạp. Làm sao để có thể thay đổi mệnh số của cuộc đời? Đó chính là biết mệnh, hiểu mệnh và tạo dựng phước đức. Vì vậy, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024 sắp tới, khi vận mệnh có nhiều điều bí ẩn, quý bản mệnh tuổi Mậu Tuất hãy cùng ban biên tập chương trình khám phá và giải mã lá số tử vi của mình để từ đó đón lành tránh dữ ngay sau đây nhé. Trong 12 con giáp, người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 là biểu tượng cho con chó, sinh vật thứ 11 trong hệ tử vi. Tuổi Mậu Tuất có thiên can Mậu, dương thổ, địa chi Tuất, dương thổ, can và chi cùng hành thổ. Quan hệ tương hợp này giúp cho mệnh chủ là những người có thực lực hơn người. Cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở. Nếu sinh vào mùa đông xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc, ấm no. Phần lớn Mậu Tuất sống sớm xa gia đình. Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong cuộc sống. Mậu Tuất không phải kẻ tham lam. Họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Tuổi Mậu Tuất có tuổi trẻ khá vất vả, đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ,
Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Họ không chê bai ít hay nhiều. Bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Do đó, mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng, họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng. Trước khi làm việc đều có kế hoạch rõ ràng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công. Mọi việc làm của họ đều có sự tính toán từ trước. Phần thắng nắm chắc trong tay thì họ mới tiến hành. Bởi thế, khả năng thất bại của họ dường như không có. Nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra. Cần chú ý cẩn thận nhé. Tuổi Mậu Tuất số không được cậy nhờ. Thân độc, sống chủ yếu tự thân vận động lập nghiệp. Người này cần chú ý khi hợp tác làm ăn vì dễ bị phản phúc, lừa gạt. Cuộc đời thường cô quạnh, của cải làm ra thường khó giữ được. Cần chú ý. Tuy nhiên, về hậu vận lại an nhàn, ấm no. Vì họ có nghề nghiệp ổn định, không phải lông bông. Họ là người có học, tuy nhiên khó giàu. Song họ vẫn là người sáng suốt, tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn. Tuổi Mậu Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà. Trong bất cứ công việc gì, họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất phẩm giá của con người mình. Trong các mối quan hệ, người tuổi Mậu Tuất thường được mọi người yêu mến, kính trọng. Bởi họ luôn có cách giải quyết thông minh, thấu tình đạt lý trong mọi tình huống. Tuy luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thực chất Mậu Tuất thường sống rất cẩn thận, không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Tuổi Mậu Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân, họ thẳng thắn và dị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Tuổi Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền. Họ trung trực, ngay thẳng và thẳng thắn nên trong các quan hệ xã hội, họ có thể gặp những chuyện không hay. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất. Họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật mâu thuẫn, đôi khi ở khía cạnh tiêu cực. Tuổi Mậu Tuất là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Những khi có việc xảy ra cùng cả nhóm, tuổi Mậu Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột, mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Tuổi Mậu Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân tuổi Mậu Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ đối với họ thì chắc chắn họ sẽ không làm việc với những người có tác phong này và cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân, mà Mậu Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải, chân lý trong cuộc sống. Họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ chan hòa với mọi người. Người tuổi Mậu Tuất rất thành thực và khiêm tốn, họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép vận mệnh, những người tuổi Mậu Tuất mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn họ mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo vật. Đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất làm một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Tuất thấy rằng thời điểm này sẽ có một khoảng thời gian khó khăn đối với người tuổi Mậu Tuất. Nhiều việc không như ý xảy ra liên tiếp khiến bản mệnh cảm thấy chán nản, mệt mỏi, than thân trách phận. Thậm chí đôi khi nảy sinh suy nghĩ bỏ cuộc giữa chừng. Điều này cũng khiến mọi người trong gia đình đều cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Thay vào đó, hãy chia sẻ tâm sự những gì mình đang phải chịu với người thân. Chắc chắn mọi người rất sẵn lòng lắng nghe và tháo gỡ cho bạn. Thậm chí dù mọi người không thể giúp bạn bằng những hành động thực tế, thì qua quá trình trò chuyện,
bạn cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Thời điểm này, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh, tình hình sức khỏe suy giảm cũng sẽ khiến bạn tốn thêm tiền chạy chữa. Dưới điều kiện túi tiền không dư giả, bạn cần chi tiêu tiết kiệm hơn để dự phòng cho những tình huống thế này. Hung tinh Thái Tuế cũng cảnh báo, những ai có kế hoạch xuất hành đi xa trong thời điểm này, phải thận trọng nếu không dễ gặp phải những sự cố đáng tiếc. Hãy chuẩn bị chu đáo trước mọi chuyến đi, đừng tham gia giao thông khi đang mệt mỏi hoặc đầu óc thiếu tỉnh táo, để hạn chế những nguy cơ có thể xảy đến. Con đường sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất lắm trắc trở, trông gai. Trong khoảng thời gian này, đây là lúc bạn cần phải thực sự kiên cường, bản lĩnh, cộng với suy nghĩ lạc quan thì mới có thể vượt qua. Tử hình cho thấy, bản mệnh thường xuyên giữ những tâm trạng buồn bực, chán nản, bất mãn với lãnh đạo nhưng lại không dám chia sẻ cùng với ai. Những suy nghĩ ấy tích tụ ngày một nhiều hơn, khiến bạn chẳng còn động lực và tâm huyết cho công việc. Đã đến lúc bạn cần bước chậm lại và thẳng thắn đối diện với những việc mình đã và đang làm trong suốt thời gian qua. Khi bạn tìm hiểu được ngọn ngành vấn đề thì mới có định hướng để giải quyết, vượt ra khỏi khó khăn hiện tại. Nếu mắc phải sai sót trong công việc, tử vi khuyên bạn nên dũng cảm thừa nhận lỗi lầm chứ đừng tìm cách lấp liếm vì sợ người khác chê cười. Càng tìm cách trốn tránh, không dám đối diện thì bạn sẽ càng thụt lùi so với mọi người xung quanh. Tình hình tài chính của người tuổi Mậu Tuất khá ảm đạm. Trong khoảng thời gian này, các khoản thu không có dấu hiệu gia tăng. Đã vậy, bạn còn phải tốn tiền cho nhiều nhu cầu khác nhau của cuộc sống. Người làm ăn kinh doanh có thể đang mắc phải một sai lầm nào đó mà chưa nhận ra. Bạn nên dành thời gian để cân nhắc lại các quyết định của mình. Thấy sai ở đâu thì sửa ở đó. Như vậy đồng tiền mới có thể chảy về túi được. Trong quá trình làm ăn, buôn bán, khó tránh khỏi những lúc tranh cãi với khách hàng, đối tác, song hãy nhắc nhở mình luôn giữ bình tĩnh, chớ chuyện bé xé ra to. Bởi chuyện này vừa gây ảnh hưởng danh tiếng cho bạn, vừa khiến khách hàng quay lưng. Thay vào đó, hãy ngẫm lại những nhận xét, đánh giá của khách hàng. Nếu đúng thì tiếp thu để hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, bạn cũng cần tự tin hơn về bản thân để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Nếu cứ chần chừ, do dự, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều thời cơ, đến lúc hối hận thì cũng đã muộn rồi. Người làm công ăn lương rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ, nền tài chính cũng khá ảm đạm. Bạn cần phải cân nhắc nhiều hơn khi làm việc, chớ mắc lỗi sai phải lấy tiền ra đền bù, sửa chữa. Sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy cuộc sống gia đình của bạn có vẻ ổn định, vững chắc nhưng cứng nhắc. Bản mệnh cần sắp xếp công việc hợp lý để dành thời gian cho gia đình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Nhị hắc nhập cung Đông Nam ảnh hưởng khá nhiều tới khía cạnh sức khỏe của bản mệnh. Lúc này, bạn có thể sẽ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Thời tiết mùa này khá khó chịu, bạn nên thường xuyên đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ mình khỏi khói bụi độc hại. Ngoài ra, nên thường xuyên sử dụng dưỡng da để bổ sung dưỡng chất cho làn da bị khô, vì không khí thời điểm này khá hanh khô. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng khoảng thời gian chậm lại này để chăm sóc bản thân thông qua những buổi tập yoga, đạp xe hoặc đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi này. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Xem tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Tuất nhận thấy, thời điểm này hứa hẹn người tuổi Mậu Tuất sẽ được gặp gỡ với những người có sức ảnh hưởng. Để củng cố mối quan hệ, bạn có thể tình nguyện giúp đỡ họ trong các dự án lớn, đánh đổi một chút thời gian và công sức để có được những kinh nghiệm vô giá. Với những ai khởi nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn và có những lúc bạn cảm thấy mất niềm tin về bản thân, ý chí bị lung lay khi không đạt được mục tiêu đã đề ra. Thế nhưng bạn đừng vì thế mà bỏ cuộc. Bạn cần thời gian để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Việc thành công quá sớm là điều không thể xảy ra. Lúc này tỷ kiên nhắc nhở, bản mệnh nên nhớ rằng không phải cái gì cũng đi theo kế hoạch. Quan trọng là bạn phải thích nghi với hoàn cảnh một cách nhanh chóng để có thể tìm cách xử lý vấn đề. Sau đó không quên rút kinh nghiệm cho bản thân nữa nhé. Ngoài ra,
Đừng vì một lỗi sai nhỏ của đồng nghiệp mà nhắc đi nhắc lại. Ngay chính bạn cũng từng mắc không ít lỗi tương tự và được người khác bỏ qua đấy thôi. Hãy sống bao dung với mọi người để có môi trường làm việc lành mạnh. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy bản mệnh kiếm được tiền, nhưng đó là thành quả do sự vất vả mà có được. Do đó, nhất định phải trân trọng từng đồng tiền cho mình bạn nhé. Bản mệnh rất dễ bị xúi dục tham gia những dự án đầu tư ma, vì chúng vẽ ra những kế hoạch trông thì có lý, với lợi nhuận cao để bẫy những người thiếu hiểu biết. Nếu tò mò thì có thể tìm hiểu, nhưng khi xuống tiền thì cần tỉnh táo nhé. Lời khuyên cho bản mệnh trong thời gian này đó là cần tìm cách để điều chỉnh kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm đầu tư. Có vẻ bạn đã dung tay quá tráng trong thời gian qua cho những nhu cầu không thực sự cần thiết như quần áo hay mỹ phẩm. Hãy tìm kiếm niềm vui trong việc tích lũy tiền và gia tăng tài sản. Đó là cách để bạn tránh lãng phí thời gian vào những việc vô bổ như mua sắm và nói xấu người khác. Khi quá bận rộn kiếm tiền, các thói quen xấu sẽ ít có cơ hội len lỏi vào cuộc sống của bạn hơn. Khẩu quyết: tránh hứa hẹn những việc mà bản thân mình cũng không cảm thấy chắc chắn. Quý nhân: tuổi Ngọ, tuổi Mão. Tiểu nhân: tuổi Thân, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: hồng, cam. Con số may mắn: 19, 28 và 44. Tiếp theo chương trình sẽ là vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày một cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, để từ đó luận giải ra những thời điểm may mắn và phù hợp làm việc lớn cho con giáp tuổi Mậu Tuất. Nếu bản mệnh có dự định lớn thì hãy nên theo dõi thật chi tiết để chiêm nghiệm nhé. Tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tử vi từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch cho thấy tuổi Mậu Tuất sẽ có cơ hội thỏa mãn mong muốn về một gia đình như trong mộng. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui và hạnh phúc, trong tình cảm, bạn cũng phải đối mặt với những nguy cơ do hung tinh gây ra, ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp, kẻ tiểu nhân có thể ganh ghét và tìm cách quấy phá. Trước những thành công bạn đạt được trong những ngày này, bạn sẽ được tạo dấu ấn với những thành quả đạt được tự công sức bỏ ra. Bạn sở hữu sự sáng tạo đặc biệt, nhưng nhớ rằng không có thành công nào là dễ dàng, hãy phát huy thế mạnh của mình nhiều hơn nữa. Về tài chính, tình hình tài chính trong những ngày này không ổn định, tiền bạc có thể tiêu tán nhanh chóng. Bạn có thể không có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, dễ dẫn đến lạm chi và mua sắm những thứ không cần thiết. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm tháng 8 âm lịch của 12 con giáp dự báo, người tuổi Mậu Tuất sẽ đối mặt với nhiều rắc rối trong công danh, sự nghiệp, hung tinh và tiểu nhân có thể quấy phá. Tuổi Mậu Tuất và bản mệnh có thể gặp phải họa thị phi khiến bạn phải chịu oan ức. Dù không làm gì sai, bạn có mong muốn làm việc đạt hiệu quả cao nhất, nhưng sẽ gặp phải nhiều cản trở. Hiệu quả công việc có thể giảm sút nghiêm trọng, vì vậy, bạn cần phải nhanh chóng tự xốc lại tinh thần. Mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua nếu bạn không ngừng cố gắng. Về phương diện tài lộc trong những ngày này lại khá may mắn, khi bạn liên tục nhận được các cơ hội để tăng thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Cả thu nhập chính và phụ đều có sự xuất hiện, nhưng bạn cũng cần thận trọng vào ngày cuối thời điểm để phòng tránh kẻ tiểu nhân có thể gây rắc rối. Mối quan hệ tình cảm của bạn có tiến triển tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận, không có mâu thuẫn lớn, nhờ vào sự lắng nghe và nhường nhịn lẫn nhau. Tuy nhiên, tình cảm gắn bó và mặn nồng vẫn chưa đạt mức như mong đợi, vì vậy hãy tiếp tục vun đắp mối quan hệ này. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường tử vi đúng 7 ngày tới tháng 8 âm của cô bác tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Theo tử vi năm 2024, xét về sao chiếu, Thái Bạch là hung tinh gây hao tán tiền bạc rất mạnh. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, báo hiệu năm có sao này chiếu thì tiền bạc tiêu hao. Có tiểu nhân quấy phá gây chuyện thị phi, thậm chí gây ra kiện tụng, tranh chấp, xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm.
theo niên hạn, hạn toán tận. Hạn này chủ về đau ốm bệnh tật hoặc thương tật bất ngờ mà gây hao tài tốn của để chạy chữa. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tuất 2024, tiến vào năm con rồng lửa, ngũ hành quả, tuổi Mậu Tuất nam mạng gặp vận niên dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ. Hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành, là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỷ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, các bỗng chuyển hung, khó lường bất trắc. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Âm. Thái Âm là các tinh có tính chất cứu giải rất tốt, nhất là nữ mạng. Năm có sao này chiếu thì tuổi Mậu Tuất nữ mạng dễ gặp hung quá cát, có được sự vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Ngoài ra, đương số cũng có lộc về đất đai. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Gặp hạn này dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Có điều, sức khỏe suy giảm nhiều, bản mệnh dễ đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, dễ bị đau ốm, thậm chí lâm trọng bệnh, hao tốn tiền của để chữa trị. Đi lại cẩn thận, đề phòng họa sông nước. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tuất 2024, bước vào năm Giáp Thìn, tuổi Mậu Tuất nữ mạng gặp vận niên dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ. Hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành, là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỷ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, các bỗng chuyển hung, khó lường bất trắc. Cách hóa giải vận hạn. Kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không dụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được.
cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây quả bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Mậu Tuất 1958 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, đó là tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc, an lành và tinh thần lạc quan trong đời sống. Người sinh tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 thường mang trong mình khả năng đối mặt với các phép thuật và khó khăn một cách quyết đoán. Tượng Phật Di Lặc dưới biểu tượng của một vị Phật mang bao tải tiền và mỉm cười hạnh phúc. Điều này thể hiện sự lạc quan, niềm vui trong cuộc sống và sự giàu sang, phú quý. Tượng Phật Di Lặc thể hiện tinh thần hòa hợp, đồng cảm và lòng bác ái. Điều này phù hợp với bản chất thông minh, trí thông minh của người tuổi Mậu Tuất, khi họ có khả năng thông minh và kết nối với người khác một cách tốt đẹp. Với tư duy linh hoạt và sự kiên nhẫn của mình, tuổi Mậu Tuất có thể tận dụng tượng Phật Di Lặc để tạo ra môi trường tích cực và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Tượng này nhắc nhở họ về tầm quan trọng của lạc quan, hòa thuận và lòng bác ái, giúp họ vượt qua khó khăn và tạo nên cuộc sống thịnh vượng và an lành. Tháp Văn Xương. Tháp Văn Xương với hình dáng tượng trưng cho sự tiến xa về kiến thức, có khả năng mang đến sự hỗ trợ trong việc học tập và trau dồi tri thức. Đối với tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, Tháp Văn Xương có ý nghĩa về việc duy trì và phát triển kiến thức. Hình ảnh của tháp thể hiện tầm nhìn xa hơn và khao khát tiến bộ. Bằng cách đặt Tháp Văn Xương trong không gian làm việc hoặc học tập, vật phẩm có thể tạo ra một môi trường thúc đẩy việc học hành và nâng cao trí tuệ. Tháp Văn Xương có thể giúp người tuổi Mậu Tuất tránh xa những năng lượng tiêu cực và giữ cho tâm hồn của họ luôn trong trạng thái sáng suốt và tích cực. Bên cạnh đó, Tháp Văn Xương còn là biểu tượng của sự thăng tiến trong sự nghiệp và cuộc sống. Thiềm Thừ. Thiềm Thừ biểu tượng của sự phát tài và may mắn đang mang trong mình ý nghĩa quan trọng. Thiềm Thừ đối với người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Thiềm Thừ phong thủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hút và bảo vệ tài thám. Cùng với việc giữ sự cân bằng trong cuộc sống, Thiềm Thừ hình dáng tròn trịa, có ba chân. Vị trí đặt Thiềm Thừ trong nhà hoặc nơi làm việc của người tuổi Mậu Tuất có thể tạo ra dòng năng lượng thúc đẩy tài lộc và thuận lợi. Đặc biệt với mệnh thổ, Thiềm Thừ có khả năng định vị và kiểm soát, giúp họ bám trụ vào cơ hội và giải quyết khó khăn một cách linh hoạt. Thiềm Thừ còn được coi là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, biểu tượng cho sự thăng tiến và phát triển trong cuộc sống. Với người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, Thiềm Thừ phong thủy có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự nghiệp, định hình tương lai và tăng cường khả năng quản lý tài chính. Tỳ Hưu. Đối với người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, việc sở hữu một chiếc tỳ hưu có thể mang lại nhiều ý nghĩa quý báu. Tỳ hưu linh thú có hình dạng kỳ lạ, là sự kết hợp giữa hình thù của ngựa và rồng. Tỳ hưu có khả năng giữ lại tài lộc, đồng thời hút vào mình những điều xấu và mang lại sự bảo vệ cho người chủ. Tỳ hưu, với người tuổi Mậu Tuất, tỳ hưu có khả năng bảo vệ và hóa giải những tác động tiêu cực. Nó có khả năng đuổi tà ma, xua tan rủi ro và bảo vệ khỏi các yếu tố không mong muốn. Trong cuộc sống, sự hiện diện của tỳ hưu có thể tạo ra một bức tường bảo vệ năng lượng xung quanh, giúp duy trì sự yên bình và an toàn. Bên cạnh đó, tỳ hưu cũng biểu thị sự may mắn và thịnh vượng,
Nó có khả năng thu hút tài lộc và tạo ra một luồng năng lượng tích cực trong môi trường. Tỳ hưu tượng trưng cho sự kết hợp giữa khả năng bảo vệ và tăng cường năng lượng, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng. Quả cầu phong thủy. Quả cầu được coi là biểu tượng của sự hoàn thiện, sự thống nhất và sự cân bằng đối trong cuộc sống. Đối với những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, quả cầu phong thủy có thể đại diện cho việc duy trì sự ổn định và cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Quả cầu phong thủy với hình dáng tròn trịa và trong suốt, tượng trưng cho sự hoàn hảo và sự thịnh vượng. Đối với tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, quả cầu có ý nghĩa đặc biệt về bình an và tài lộc. Hình ảnh của nó thể hiện sự cân bằng và sự hoàn hảo, nhắc nhở họ luôn tìm kiếm sự thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. Quả cầu cũng có khả năng tạo nên không gian yên bình và bình an trong môi trường sống của họ. Bên cạnh đó, quả cầu phong thủy cũng có thể là biểu tượng tài lộc và may mắn. Sự trong suốt của nó tượng trưng cho sự mở cửa tới những cơ hội và tiềm năng khi đặt ở những vị trí chiến lược trong không gian sống. Quả cầu có thể tạo ra luồng năng lượng tích cực và thu hút tài lộc vào cuộc sống của họ. Quý mệnh chủ thân mến, con người khi còn sống, nếu có thể làm được dưỡng tâm thật tốt, giỏi kiểm soát cái miệng của mình đi thành con đường riêng, thì vinh hoa phú quý không mời cũng tới. Mảnh đất phong thủy đầu tiên trên thân người là trái tim, làm người phải có trái tim nhân hậu. Người xưa nói, nhân chi sơ, tính bản thiện, thiện lương là món quà mà thần ban cho con người. Ai biết yêu thương thì sẽ được thương yêu, phúc lành sẽ tự đến. Làm việc thiện, không cầu phúc báo, bản thân thiện lương chính là phúc báo cho người hiền lành, thì cuộc sống của họ sẽ ngập tràn ấm áp và vui vẻ. Người làm ác cũng đã tự mình chuốc lấy ác báo rồi, bởi vì ác tâm của người đó sẽ vĩnh viễn lạnh như băng. Không được nếm trải sự ấm áp từ con tim của mình thì chính là đang chịu bi ai, thống khổ. Một người có thể không giàu có, không nổi tiếng, nhưng không thể đánh mất sự thiện lương. Bởi vì nếu mất đi thứ này chẳng khác nào đánh mất nền tảng căn bản để làm người. Hãy gieo tấm lòng nhân ái để cuộc sống này cảm thụ được vẻ đẹp và hạnh phúc. Nuôi dưỡng trái tim bao dung, tất cả khoan dung đều là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, vì người khác mà suy nghĩ và hiểu được những khó khăn của họ. Bởi vì hiểu được nên mới từ bi, nội tâm liền ôn nhu, đối đãi và tha thứ cho sai lầm và thiếu sót của người khác. Người không hiểu được lòng khoan dung sẽ đánh mất sự tôn trọng từ người khác. Người khoan dung một cách mù quáng sẽ đánh mất sự tôn nghiêm của bản thân. Dương trồng tấm lòng khiêm tốn. Khiêm tốn là cảnh giới nhãn quan. Ở đó người biết khiêm tốn sẽ thấy được núi bao cao, nước sâu mấy trượng. Cho nên người khiêm tốn sẽ không bởi vì đạt được thành tựu nhỏ bé mà dội ngông cuồng khoe khoang. Hơn nữa, khiêm tốn còn là một loại lực lượng. Tấm lòng khiêm tốn giống như cỏ dậy, không quan tâm đến sự cười nhạo của thế giới bên ngoài, cũng không để ý tới châm biếm của thế gian, âm thầm tích lũy sức mạnh của chính mình. Mảnh đất phong thủy thứ hai trên thân người là miệng. Lời nói chân thực, biết chọn thời điểm và từ ngữ đúng mực mới có thể khiến bản thân thu hút, chớ phơi bày khuyết điểm và gây thù chuốc oán với người khác. Mọi người sống trên đời đều quan tâm đến thể diện, nếu khiến người mất hết mặt mũi thì cũng chính là làm tổn thương trái tim họ. Người sống có mặt, cây sống có vỏ, đánh người chớ đánh vào mặt, mắng người cũng chớ vạch khuyết điểm. Nếu bạn khiến người khác mất mặt, thì cũng sẽ có người khiến bạn phải mất hết thể diện trước mặt. Người khỏe không chê bai đôi chân họ trước mặt, người béo chớ mỉa mai họ mập mạp, chớ nói về xấu xí trước mặt. Thêm bạn bè là thêm một con đường, sở dĩ muốn kiềm chế cái miệng của mình là để có thể kết thiện duyên, là một người tốt, có như vậy thì cuộc sống của bạn mới ngày càng rộng mở. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng, cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.